Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra môi trường để chúng ta có thể chạy được Laravel. Thì như các bạn biết thì chúng ta có rất là nhiều cái công cụ, những cái tool để các bạn có thể cài đặt và tạo ra được một môi trường server để chúng ta có thể chạy được PHP nói chung hay là Laravel nói riêng. Thì ở đây các bạn có rất nhiều lựa chọn, như là các bạn có thể sử dụng SAM hoặc các bạn có thể sử dụng WAM. Đó, ngoài ra các bạn có thể sử dụng một vài cái tên khác nữa. Thì ở đây mình thấy hai cái tên như là SAM và WAM là một trong hai cái lựa chọn khá là phổ biến. Ngoài ra còn một cái là App Server như thế này. Thì tuy nhiên thì mình sẽ lại không sử dụng ba cái này, mà cái mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó chính là Laravel. 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 Tại sao mình lại sử dụng cái này? Thì cái thứ nhất, đối với Laravel thì nó hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ tất cả mọi thứ để các bạn có thể làm được một project hoàn chỉnh với Laravel. Cái thứ nhất, các bạn biết là Laravel nó sẽ phải sử dụng PHP. Đối với version hiện tại là version 6.x thì Laravel yêu cầu là PHP từ 7.2 trở lên. Đó. Và đối với Laravel thì nó đang hỗ trợ cho chúng ta là version 7.2.19. Đó là phiên bản hiện tại. Và MySQL thì chúng ta nên dùng phiên bản 5.7 trở lên. Đó, thì Laravel đang hỗ trợ cho chúng ta phiên bản MySQL 5.7. Ngoài ra, khi các bạn cài xong Laravel thì các bạn có luôn Memcached. Các bạn có sẵn luôn Redis. Redis là một database memory. Thì cái này sau này chúng ta học về queue, về job ở trong Laravel chúng ta sẽ phải, và về cache ở trong Laravel thì chúng ta sẽ phải sử dụng đến Redis. Thì khi các bạn cài SAM thì chắc chắn là sẽ không có Redis, mà các bạn phải cài Redis độc lập. Thì với Laravel nó đã có sẵn cho chúng ta rồi. Nó tạo thành một cái bộ trọn gói đầy đủ tất cả những thứ mà chúng ta cần. Ngoài ra thì là khi các bạn cài Laravel lên thì nó hỗ trợ luôn có Node.js. Đó, nó để giúp chúng ta sau này tạo môi trường để chạy npm. Thì nó cũng có npm version mới nhất luôn để chúng ta có thể chạy run webpack. Webpack và để chạy build cho các chương trình liên quan đến frontend. Đó, ngoài ra trong Laravel nó có luôn chúng ta Git. Đó, và một điều quan trọng nữa để có thể cài được Laravel, các backkit của Laravel thì Laravel nó đã có luôn Composer. Đó, thì đây là lý do mà tôi lựa chọn Laravel để làm môi trường, để thiết lập môi trường để triển khai các project của liên quan đến Laravel. Đó, thì làm thế nào để chúng ta có thể cài được Laravel? Rất đơn giản thôi. Các bạn copy nó và search ở trên Google như sau. Đó, thì các bạn search là các bạn sẽ vào trang chủ của Laravel. Các bạn thấy, các bạn vào trực tiếp phần download. Thì ở đây các bạn sẽ download phiên bản, ở đây nó có một vài cái version và nó sẽ là bản full. Các bạn nên download bản full thì các bạn sẽ thấy luôn là bản full này nó có luôn Nginx là môi trường. Tôi quên không nhắc đến. Thì nó có luôn Nginx. Với SAM thì các bạn chỉ có dùng với Apache thôi, nhưng bây giờ Nginx nó là sự lựa chọn tốt hơn Apache rất là nhiều. Apache 2.4, 2.4. Thì đối với Laravel nó có luôn cả hai cái này, và các bạn có sự điều chỉnh tùy chọn cho nó phù hợp, và tôi sẽ chọn Nginx. Đó, sau khi cài xong. Ok, các bạn hãy download bản Laravel full với 130 MB này về và thực hiện cài đặt nó ở trên máy của mình. Các bạn nhìn thấy đây, Node.js 11, npm, RAM và Git. Đây, một yếu tố quan trọng nữa đó là Laravel đã hỗ trợ luôn chúng ta Git. Đó, Git là một trong những tool để chúng ta có thể quản lý source code. Đó, thì đi làm chắc chắn các bạn cần phải biết Git, nếu không biết Git tôi đã nhắc nó ở trên rồi này. Nếu các bạn không biết Git thì rất khó để có thể làm việc teamwork, và các bạn cũng không thể quản lý source code của mình được. Đó.
Bây giờ tôi sẽ tiến hành cài đặt. Sau khi download xong thì các bạn sẽ thấy nó nằm ở trong thư mục download như thế này. Tôi sẽ tìm đến file tôi vừa download về là Laravel. Đây, các bạn cài đặt nó, tôi đang sử dụng bản full. Thì quá trình cài đặt Laravel nó sẽ diễn ra trong một vài phút. Và các bước cài đặt của nó thì nó cũng giống như việc các bạn cài đặt những phần mềm khác ở trên Windows thôi. Đây, của mình nó đang chuẩn bị chạy rồi. Thì các bạn chờ một chút để chúng ta cài đặt Laravel lên. Đây. Đó, thì nó hỏi là bạn chọn ngôn ngữ gì. Thì các bạn hãy chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Và ở đây bạn muốn cài Laravel lên đâu thì chúng ta cài lên ổ D. Và nó hỏi là khi mà các bạn chạy Laravel thì có chạy cùng Windows khi Windows khởi động không? Thì các bạn có thể để có hoặc không, nó giống như Unikey ấy. Các bạn cài đặt khởi động cùng Windows. Đó, thì đây tôi sẽ để là không. Và có apply virtual host hay không, có nghĩa là cách để nó tạo ra cái domain ảo. Các bạn nhìn ví dụ đây, app.test chẳng hạn. Đó, và terminal thì nó sẽ sử dụng cái gì, notepad hoặc là không. Thì tôi sẽ giữ mặc định và tôi nhấn enter. Đó, vì trên máy của tôi đang cài đặt sẵn rồi nên nó báo là prepare, còn của các bạn nó sẽ báo là install mới từ đầu. Ok, tôi sẽ cứ làm đầy đủ từng bước để các bạn có thể nắm được cách cài đặt Laravel ở trên máy của mình. Đó, thì đây là những cái mà nó có sẵn ở trong Laravel. Tôi chưa kể hết nhé, tôi đang kể những cái chính, những cái mà các bạn sẽ cần phải có để có thể thực hiện cho một project là Laravel, sử dụng Laravel. Đó, đây là những thứ mà chúng ta cần. Ok, những cái cơ bản nhất. Memcache thì có thể không cần, nhưng Redis chắc chắn sẽ cần. Memcache thì bây giờ ít dùng hơn rồi, về cái tính hiệu quả của nó không cao bằng Redis. Thì Redis đang là sự lựa chọn số 1 khi dùng cache dữ liệu và xử lý những cái liên quan đến queue. Ok, quay trở lại đây. Thì cái của tôi đang là prepare. Thì quá trình cài đặt này nó sẽ diễn ra trong một vài phút các bạn. Sau khi cài đặt xong, finish, hoàn thành, thì các bạn sẽ mở nó lên. Đây, của tôi đang bắt đầu cài đặt rồi này. Đây, thì quay trở lại đây, các bạn quay trở lại trang Laravel. Các bạn thấy là, các bạn nhìn ở đây, các bạn thấy này, nó là một cái model powerful easy operation. Đó, nó nhanh và hiệu quả. Đó, nó cho phép chúng ta tạo ra một cái server localhost đơn giản như thế này, câu lệnh đơn giản như thế này. Đó, tuy nhiên các bạn cài lên thì các bạn sẽ dùng phần interface UI là chủ yếu. Đó, và các bạn có thể tìm hiểu thêm là tại sao chúng ta nên sử dụng Laravel. Thì các bạn có thể xem một vài cái lý do ở đây, nó có ghi rất là cụ thể ở đây. Và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua một vài cái bài viết về Laravel. Đó, thì cái này mình sẽ để các bạn chủ động tìm hiểu thôi, mình sẽ không nói quá nhiều. Ok, quay trở lại đây. Quá trình cài đặt sắp thành công rồi. Thì ở trên máy của tôi đang chưa bật Laravel lên. Tôi sẽ chờ nó cài xong đã. Đó, thì các bạn thấy một list những thứ mà chúng ta cần. Apache chắc chắn là sẽ không dùng, tôi sẽ dùng Nginx. Đó, thì tôi liệt kê ra đây để các bạn nắm được là Laravel nó có những gì, nó đủ để các bạn có được một môi trường tốt nhất để build Laravel. Phiên bản ở đây là cụ thể của PHP là 7.2.19 thì chính xác hơn. Đây. Đó, quét khá lâu. Tuy repair thôi nhưng khá lâu, bởi vì mình cài cũng khá là lâu rồi. Ok, tôi sẽ cứ bật nó dần lên. Laravel. Đây, sau khi cài xong thì bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng app của nó như thế này. Các bạn có thể move nó ra bên ngoài desktop. Đó, và tôi đã bật nó lên. Đó, sau khi bật lên thì chúng ta sẽ nói về một vài cái config. Một vài cái config trong Laravel. Thì đầu tiên đây là nút Start All, có nghĩa là bật toàn bộ các service.
của nó lên. Cái thứ hai đây là DB, chính là database, nơi mà quản lý database của các bạn. Và đây là phần setting, preference, thì các bạn làm việc này đầu tiên cho tôi. Đó là các bạn, đây nó sẽ hỏi lại một vài cái option, đó là có chạy Dragon khi mà Windows được khởi động lên hay không, hay là có chạy với dạng là kiểu như là ẩn ở dưới thanh tab bar này, và setting về ngôn ngữ. Và cái phần suộc code mà các bạn lưu trực tiếp ở trong Dragon thì nó hỏi là lưu ở đây hay ở đâu, thì thông thường nó là trong www. Các bạn mở lên này, các bạn vào thư mục tự cài ổ D Dragon thì các bạn sẽ thấy là có phần www, thì đây sẽ là tất cả những thứ liên quan đến suộc code của các bạn có thể ném vào đây để sau này dễ quản lý đó. Và mọi data liên quan cho phục vụ cho backup sau này thì nó sẽ nằm ở đây trong thư mục data. Các bạn có thể thay đổi những thư mục này. Và VirtualHost, các bạn có thể để một cái VirtualHost với cái đuôi, ví dụ như là test.test.local. Hiện tại của tôi đang để là .local, còn default của nó sẽ là .test. Các bạn có thể giữ nguyên cũng được đó. Tiếp theo là sang service, thì tôi đang sử dụng MySQL với cổng default của nó là 3306. Nginx tôi đang để cổng 80 và tôi không sử dụng Apache. Các bạn nhìn đây. Và tôi cũng chưa bật Redis vì chưa cần. Sau này dùng đến tôi sẽ bật. MongoDB đã bật rồi. Đó, Mail Center. Đây, chúng ta có test email, gửi mail các thứ. Chúng ta có phần test đây. Đó, rất đơn giản, các bạn có thể test một cái mail và password email của bạn. Các bạn test xem việc gửi mail thành công hay không. Thì Dragon nó chỉ đơn giản như thế này thôi, nhưng nó có đủ mọi thứ để các bạn có thể kiểm tra. Đó, bây giờ chúng ta sẽ start service. Đơn giản thôi, chúng ta đã start xong service, mọi thứ đã chạy rồi đó. Đó, mọi thứ đã chạy rồi đây. Và các bạn, sau khi các bạn làm một việc gì đó, các bạn có thể nhấn vào đây, reload lại, thì Dragon nó cũng sẽ reload lại. Bây giờ chúng ta kiểm tra các version của những thứ mà Dragon đang có. Đầu tiên, các bạn có thể giữ Ctrl và thanh quận lên để zoom to cái màn hình này lên. Thì terminal này chính là terminal của Dragon. Các bạn kích vào terminal thì Dragon nó hỗ trợ luôn chúng ta terminal. Thì đầu tiên chúng ta xem là các version của các bucket mà Dragon đang có, ví dụ PHP-V. Các bạn thấy phiên bản PHP đang là 7.2.19, MySQL --version, thì các bạn sẽ thấy là Dragon đang sử dụng MySQL 5.7 và Redis server --version. Chúng ta xem Redis nó đang sử dụng Redis Server 3.2 và Node-v thì nó đang sử dụng Node hình như là cao nhất 12.5. npm-v nó cũng đang sử dụng npm cao nhất tương ứng với version của Node 6 chấm mấy thì phải. Các bạn chờ một chút. Đó, 6.9.0. Đó, Git cũng đang sử dụng phiên bản cao nhất của Git. Và Composer quan trọng nhất để chúng ta có thể cài được Laravel, Composer. Thì chúng ta xem Composer của nó đây, và nó đang sử dụng Composer 1.8. Đó, và chúng ta xem Nginx-v thì chúng ta sẽ thấy nó đang sử dụng phiên bản 1.16. Đó, thì đó là tất cả những cái mà Dragon đang hỗ trợ cho chúng ta. Thì làm sao để cho có thể chạy được một cái domain với Dragon, các bạn chỉ cần click vào đây. Các bạn đây thì các bạn nhìn thấy rất nhiều menu ở đây. Thì đây là các config cho từng cái service này, PHP, Nginx, Node.js, và các bạn có thể stop tất cả các service. Thì để tạo ra một cái app, các bạn hoàn toàn có thể tạo một cái app từ Laravel như thế này. Symfony, đó, WordPress, Drupal 8, kiểu như vậy. Và tạo ra một cái trang trống
Đây, ví dụ tôi để là học lập trình, tôi sẽ để là suntech.local đi, chấm suntech Việt Nam. Đây, tôi sẽ tạo ra một cái trang. Thay vì các bạn phải vào thư mục như ở trong SAM là htdoc, sau đó chạy là localhost / tên thư mục, thì chúng ta không cần phải làm như thế. Đối với Laravel, các bạn chỉ cần tạo một folder, tạo một cái app blank như mình vừa làm, sau đó vào trong thư mục www, các bạn sẽ thấy lập tức nó tạo ra cho chúng ta thư mục là suntech Việt Nam luôn đó. Và chúng ta chạy luôn với cái domain theo chính cái tên mà các bạn vừa tạo luôn, thì thư suntech Việt Nam chấm test đây, là lập tức nó sẽ chạy vào. Chúng ta sẽ restart một chút, reload lại đó, chúng ta chạy lên. Tại sao vậy? Kiểm tra xem nào. Start này. Tôi stop lại toàn bộ service. Tôi start lên. Tôi chạy suntech Việt Nam. Chấm. À sorry. Nó sẽ phải là chấm local. Đó, các bạn thấy nó sẽ chạy vào trong cái thư mục này. Nó chạy trực tiếp vào đây rồi. Đây, tại sao lại là chấm local? Bởi vì như các bạn thấy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn là tôi đã đổi tên ở đây hot name thành chấm local rồi. Đó, thì mỗi lần các bạn tạo ra một cái app như thế này thì nó sẽ lấy theo tên folder của các bạn tạo nó và chấm theo cái tên mà các bạn config ở đây, và nó tạo ra một cái domain ảo chạy dưới máy của các bạn đó, như ví dụ này. Và ở đây tôi hoàn toàn có thể tạo ra một file PHP ở đây, ví dụ như thế này, index.php, mà tôi test như thế này. Đây, tôi test đây. Suntech Việt Nam thì giống như các bạn chạy PHP thôi, chạy qua SAM, chạy qua localhost thì thằng này nó chạy nó hay hơn rất là nhiều. Domain ảo đây. Đó, các bạn thấy suntech Việt Nam và default nó sẽ chạy file index ở trong folder này. Đó. Thì đó, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Laravel và cách kiểm tra version của các backkit có trên Laravel. Đó, và cách cấu hình để các bạn có thể lựa chọn các service của mình có thể dùng, và cách để có thể tạo ra một cái app để chạy trên Laravel. Đó, thì ở bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Laravel và chạy chương trình đầu tiên với Laravel. Bây giờ các bạn hãy thử lại những bước mà mình đã làm và hướng dẫn các bạn qua video này. Các bạn hãy thực hiện nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.